Xin chào đến tất cả mọi người. Hiện tại là GoFood đang có mặt ở đường Lê Đức Thọ. Là hôm nay mình đến thăm vài hoàn cảnh khó khăn ở đây. Chính xác hơn là hai hoàn cảnh, hai hộ gia đình. Thì ngày hôm qua anh Hải là một người xem ở trên kênh GoFood có liên hệ với lại GoFood, biết một cái hoàn cảnh là tại vì anh Hải thấy nghe nói là thấy sót quá, anh Hải có vô đây cho 200.000 và theo cái việc thiện nguyện của anh Hải thì anh Hải sót quá nên là gọi điện cho GoFood liền. Anh Hải nói là một cái trường hợp của một người mẹ đang bị đau với lại đứa con gái, mong GoFood lên đây chia sẻ và giúp đỡ đến cho người đó. Thì lên trên đây thì từ nãy thì cũng có hỏi qua, nhưng mà chính xác hơn đó là chị này là chỉ là có bệnh nền nhẹ. Riêng về cái trường hợp của con gái chị thì rất là đáng thương và rất là có duyên khi mà gặp thêm một cái hoàn cảnh cũng sát bên của hoàn cảnh trên, nên là GoFood xin phép được chia sẻ trong cái clip này là hai trường hợp. Nhưng mà trước mắt là nhờ anh Hải chia sẻ cụ thể và có cái thông tin ban đầu để cho mọi người nắm cơ bản. Đầu tiên là gia đình phòng kế bên này đi anh. Xin chào khán giả, có thể cộng đồng, tôi tên Hải, số điện thoại tôi là 0788 296439. Tôi là ở bên nhà bên phường 6 và Giáp Bá. Thì tôi đi nhậu ở bên đại sĩ thì tôi vô tình thấy hai mẹ con này đó, thì tôi mới tìm hiểu, anh mới tìm hiểu sau 11 giờ thì em mà còn chưa về nữa đó, thì anh mới tìm hiểu là ban ngày á đó, thì mướn ở đây nè, mướn gần đây nè, thì ban ngày thì đi hả xếp ba cái quần áo mà người ta ủi á, chặt ủi á, rồi hả đầu hay đến trưa canh đồ phơi xong người ta hả xếp lại giao cho những người mà ta giặt ủi đó đó. Giờ đêm thì chiều thì hả hai mẹ con này đi dự kiến ở đại sĩ quán con dâu gì đó, đó là để cho con 3 tuổi phá cửa lại trong nhà. Thì tôi giờ dịch bệnh là không có đi làm được luôn, không đi làm được em đó. Thì anh ba thấy vậy anh cũng thấy anh sốt quá đó, thì anh cũng có mua cá, giờ anh cho tiền ngày hôm qua đó, không nhiều nhưng mà hả cứ lòng của anh, tình cảm của anh nên là anh biết được, anh biết được cho anh nha. Anh mới điện cho em đó, anh coi được cái kênh của em biết là tốt, tụi em biết là tốt, anh mới gọi, anh mới còn riêng về thêm một cái trường hợp của hai mẹ con phòng kế bên thì sao nữa anh? Thì phòng kế bên là cái cô Hà đó, đó là hả bà cũng đi dự kiến ở ngoài nè, quán nhậu đây nè, anh cũng đi nhậu, anh cũng thấy vậy, anh chút kỳ như vậy đó. Thì anh tìm hiểu thật sự là bà này báo mướn ở bên kia, giờ không có tiền đi ngủ qua đây. Chủ nhà cũng tốt lắm, người ta hả mất cái hôi, bây giờ qua đây đi, giờ hả mỗi ngày bà làm giờ một đêm á hai mẹ con làm được có 200.000 à đó, thì góp 100. Anh chia sẻ thêm về cái đứa con gái của chị Hà đó. Thì con gái chị Hà đó, thì lúc đó anh mới đang ngồi nhậu, thì anh nghe người ta đó ở chủ quán đó, người ta mới nói là dụ mấy thằng mấy người ông kia kìa nhậu xong mà dụ nhỏ nó đi mà không biết đi đâu đó, thì bà này bà mới mượn điện thoại điện cho anh đó. Thì anh mới chạy xuống hỏi sao chị, bé Na rồi, tại anh thấy mà toàn cảnh anh thương lắm, thì anh mới hỏi bé Na đâu, bà mới nói hả người ta điện vậy đó, bị dụ đi đâu đó. Thì anh mới nói coi bây giờ bà đi, bà cứ ấy đi, bà bây giờ hả bà xin nghỉ đi rồi bà chạy vào bệnh, thì bà mới đó mượn tiền chạy xe ôm qua bệnh, thì kiếm đi vòng mới kiếm được. Cũng may là không có bị gì, chưa bị gì em đó, là có chủ quán ta xác nhận luôn rồi hả. Thì lúc đó thì trước khi dịch anh cũng đem qua cho mấy trăm anh biết là chuẩn bị là đóng cửa đó, sẽ giãn cách đó, anh bạn cũng đem qua anh cho đó. Hiện tại trước là đang khó khăn luôn ha. À, hiện tại đang khó khăn luôn mà hiện bây giờ đó, hôm qua anh thấy trời ơi tối hả đứa nhỏ hả cầm cái tô cơm mình nè, con bé Na đó tình cơm hả ăn nước tương, anh mới nói thôi giờ tụt thơm bây giờ mày bỏ đi, rồi anh mới chạy vô mua chả với mua cá. Anh đem qua anh cho. Đầu tiên là cảm ơn về cái sự nhiệt tình của anh Hải rất là nhiều, cũng như là cái tấm lòng anh Hải dành cho bà con lao động, những người khó khăn. Anh Hải là một người có uy tín ở khu vực chợ An Nhân và cũng như ở các phường gần lân cận. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Thứ hai nữa thì mọi người hãy theo chân GoFood với lại anh Hải đến thăm hai trường hợp ngày hôm nay, hai người phụ nữ đang gặp khó khăn và các con nhỏ như thế nào nha mọi người. Mình vẫn đến cái phòng đầu tiên. Đây là cái phòng đầu tiên. Phòng bên kia đó là mình biết là của mẹ con chị Hà, nhưng mà ở đây mình chưa có hỏi tên luôn, vì từ nãy thì qua bên kia để mà nói chuyện đó. Chị có thể là cho em với mọi người biết là chị tên gì và bao nhiêu tuổi không? Trần Thị Tuyết Nhung, năm 1982. 1982.
anh Hải anh có nói là biết mấy mẹ con lúc trước mà chưa dịch bệnh là đi rửa chén ở mấy cái quán. Coi như là ai mướn thì chị làm đó. Dạ. Hiện tại là bây giờ không có đi làm được, đang khó khăn về vấn đề là nhà trọ rồi các thứ. Mấy chung ăn uống thì cũng có chị em rồi mỗi người cho ít, nhưng mà về tiền bạc về nhà trọ không có cái tới ngày cả nữa. Mấy ngày qua đó là, xin lỗi, mấy tuần qua đi, là chị có đi tìm được việc làm không? Dạ không. Tại dịch này cũng không có dám đi đâu. Dạ. Anh Hải nói là chị có 3 người con, mà ở đây em thấy là 2 cháu là một còn... Một đứa đi làm ở với người ta luôn à. Một đứa đó đứa lớn hả? Đứa đó 16 tuổi, nó bên Thủ Đức á, nó làm ở với người ta luôn. Làm cũng quán luôn. Nó ở nhà người ta luôn. Trai hơn gái? Trai luôn. À. Con ơi, bây giờ con giới thiệu cho chú với mọi người biết nha. Ai là anh, ai là em? Dạ, con là anh. Con là anh. Con bao nhiêu tuổi, tên gì? Dạ, con 12 tuổi, tên Trần Ngọc Luận. Lại hả? Trần Ngọc Luận. Luận, 12 tuổi mà nhìn nó còi quá anh Hải. Trời ơi, nó 12 tuổi, nó 3 bằng 4 đứa. Bằng 4 này nè. Còn con? Dạ, con tên Trần 9 tuổi, Trần Ngọc Phúc Khang. Khang hả? Trần Ngọc Phúc Khang. Khang. Luận Khang. Còn anh con tên gì? Dạ. Trần Ngọc Luân. Luân, Luận, Khang. Ha. Rồi việc học hành của mấy đứa làm sao chị? Nói chung là hai đứa này nó không có giấy tờ, chị cho nó học bố túc. Mà giờ dịch này cũng chưa có đi học. Nó biết mặt chữ không? Nó biết rồi, nó học lớp 2. Tại nó cũng học trường rồi, xin bố túc của trường rồi, vừa cái gì? Bên cơm Sài Gòn á. Dạ. Người ta học dạy miễn phí. Hả? Nói chung nhà chị làm cũng ráng lo cho hai đứa này, mà cứ tới việc nhà tiền cửa không có đó, và cái giấy tờ không có thì người ta lấy nhà lại. Chừng nào lấy nhà lại? Nói chung là chị mới muốn qua đây, bên kia mở mấy tháng người ta mới đuổi xong rồi chị mới qua đây. Dạ. Nói chung không có tiền đóng tiền nhà, người ta lấy phòng lại vậy đó. Phòng này là bao nhiêu một tháng? Triệu 7 thôi. Triệu 7. Nhưng mà dịch này người ta bớt cho mình. Ủa? À em tưởng... ăn với mì dạ, rồi. Dạ, ăn cho rồi. Em bỏ túi lạnh. Dạ. Người ta không coi cho cái nhỏ ăn đi, đừng có cho dạ, cái cánh nữa. Dạ, để em nói vậy. Chút nữa. Phòng này tương đối nhỏ ha. Dạ. Ở trên đây được có cái gác nữa chứ. Có cái gác. Nói chung là tại giấy tờ, giấy tờ xanh không có, giấy chứng minh không có, làm giấy chứng minh năm nay 40 tuổi mà chưa có tờ giấy lượng lưng nào hết. Từ hồi xưa giờ không có giấy chứng minh luôn hả? Có cái KT3 mà giờ người ta nói cái KT3 này hết hạn rồi. Chị là gốc của chị ở đâu? Hồi nhỏ lớn chị ở đây. Ở Gò Vấp. Cho em mượn cái... Nhưng mà mẹ chị chết bán nhà luôn rồi, giờ không có ai đứng ra làm nữa. Anh em của chị, bà con của chị ở khu vực này còn không? Nhiều không? Nói chung là ai cũng đi đâu chị cũng không biết nữa, mỗi đứa ở nơi vậy đó. Ừ. Có một người anh với một đứa em. Ừ. Anh nói đứa. Chung giờ ai mạnh ai nấy sống. Không có phụ gì được mình ha. Nói chung là chị cũng đi làm, bệnh cũng có dám đi làm lo. Em hỏi sơ chị chút xíu nữa nha, về cái tai nạn ở trên người của chị là chị... Nói chung là đã biết dầu nấu cái phổi nó phật. Nó phật lên năm 2000, tới giờ chị bị cũng lâu rồi. Vậy đó hả? Cũng bị năm 2000 là chị chưa có sinh mấy đứa này. À. Bị xong rồi mấy năm sau chị mới đợi mới chị xin. Lúc đó là chị làm quán hay làm phụ cho người ta mà dầu? Đó là chị ở nhà, biết dầu nhà mình hồi đó, nhà gia đình nghèo xài lò xô quá hả? Lò xô mà nó lò xô mà ở phật nó vậy đó hả? Hỏi phật cái giống như cái tim nó phục xuống á, mình khỏi cái phật. À đây là một cái mà để cho mọi người rút kinh nghiệm nè, chứ em riêng em cũng ý về cái lò xô, em nghĩ nó không có cái tới cái độ nguy hiểm như vậy đâu. Ví dụ như lò xô mình nghĩ là mình ví dụ đi đá đổ thì dầu nó tràn ra thì cháy nhà rồi thôi ha, chứ mà mình thổi như vậy nó phật lên nó ém á. Còn ba của mấy đứa nó có lại đây không? Tại giờ anh cũng có gia đình riêng rồi. Nhưng mà bây giờ nó quyết định vô khẩu đâu, nó mua vô nhà ngoài Nam không? Con trai. Dạ. Ở nhìn thấy sáng mặt sáng ghê á, hai đứa con chị á, sáng nhìn mặt sáng nhìn mặt sáng rồi lanh lợi. Con học tới lớp mấy rồi? Lớp 2. Con học tới lớp 2. Ừ. Cô giáo con tên gì? Dạ. Cô giáo của con tên gì? Dạ, tên Nhi. Tên Nhi. Ừ. Con đứng lên cho chú coi coi. 12 tuổi. À nè. 12 tuổi thì bây giờ là nhìn là
không bằng mấy đứa học lớp 2 luôn á, không bằng mấy đứa 8 tuổi luôn. Cái này nó thật, cái này là cái này nó thật. Nếu mà đúng ra 12 tuổi bây giờ mấy đứa này nó như nó phải cao. Cao lắm mấy đứa ba rồi. Nó bự lắm chứ đâu phải nhỏ như nó đâu. Ba nó lớn con không chị? Mà tại hồi đó nó bị bệnh tự kỷ á, lúc chị bỏ ba nó đi mấy năm á, ở nhà cái nó bị bệnh tự kỷ là nó không phát triển. Em á còn cao hơn anh đó nè. Cao hơn nữa mà. Tại hồi nhỏ nó có cái bệnh tự kỷ. Trời ơi, má rửa chén rồi, chú đẳng luôn chén. Đó là chị đi rửa chén, hai đứa đi theo chị rửa. Phụ mẹ. Là có nghĩa là ban ngày là hai cháu nó gửi ở trong trường, xong rồi bà chiều về, chị rước về, xong rồi chị dẫn hai cháu đi ra ngoài chỗ làm của chị đó là ở ngoài nhà hàng á ha. Quán ốc nhỏ là quán ốc 10 giờ lề đường á, bán xong 11 giờ nó bán xong là ba mẹ con lên dọn dẹp rồi. Rồi anh của mấy đứa thì ở bên nhà của người ta thì có làm nhiêu thì nó tự xài nhiêu ha, cũng lớn rồi. Tự nó lo bản thân đó. Sao con khóc con? Nói cho chú nghe coi. Trắng trẻo dễ thương ghê á. Tại vì vậy, 12 tuổi so với cái độ mà nó phát triển cùng với mấy cái bạn á thì em không có nói cách đó được, nhưng mà thấy nó 12 tuổi nhưng mà thấy nó đẹp quá nên là em nói cái cách. Nó thông minh, nó rất là học thông minh, học rất là giỏi. Con sau này con muốn làm gì nói cho chú nghe coi con á. Con muốn làm gì nói. Con muốn làm nghề gì? Không biết. Không biết. Còn con? Chưa. Từ sáng giờ ăn sáng chưa? Mới ngủ dậy. Mới ngủ dậy hả? Rồi trong cái mùa này đâu có đi học hả chị? Không, ở nhà rồi tụi con học hành như thế nào, đâu cái góc học của tụi con đâu cho chú coi coi. Đi lên lấy cặp cho chú đem xuống đây nó học. À, học trên gác hả? Không, nó đem xuống đây nó học không à. Lấy hai cặp xuống cho chú coi. Lấy hai cặp xuống chú coi coi cái trường của tụi con ở trường tên gì? Quân Cơm Sài Gòn á con. Quân Cơm. Nói chung trường đó của anh người ta dạy miễn phí cho mình. Từ sáng tới chiều. Cái hình này là của ai vậy chị? Của chị hồi đó. Của chị đó hả? Là chị hồi đó là cũng đâu có gầy như giờ ha. Đó, nhìn chị giờ khổ quá. Khổ quá. Và đây là hình ai chị luôn hả? Ừ. Nhìn không ra ha. Đó hình má đó đó. Má đó, chị bị thần kinh tọ với giờ bị thần kinh tọ với lại chắc chị bị đệm á, gai cuộc sống nên sức khỏe nó cũng yếu lắm. Cũng phải gán mà làm. Nhìn hai cái hình khác xa luôn. Trước Tết tới giờ năm mấy rồi. Tại dịch giao dịch không nên cô giáo cho cháu nghỉ. Thằng nào có học lại rồi mới đi học lại. Học giỏi lắm đúng không chị? Mấy đứa nó ham học ha, mình cũng mừng nhưng mà có một cái cũng lo. Mừng là thấy con mình nó chị có đau bệnh chị cũng gán chị làm chị lo cho con chị. Nói chung á ăn uống mỗi ngày thì chị không sợ, nhưng mà cứ sợ tới tiền nhà đó không có là phải dọn. Trong cái clip ngày hôm nay thì để cho mọi người nhìn có một cái nhìn khác về người lao động, đặc biệt là mấy cháu nhỏ. Thì mọi người thường thường với cái góc nhìn đó là mấy đứa nhỏ lang thang đồ các thứ nó sẽ gọi là nó nhanh nhẹn rồi nó hoạt bát cũng như là các thứ, nhưng mà mọi người thấy đó hai cháu nói chung nó đi dọn dẹp với chị ai cũng thương hết á, mấy nhiều mấy anh mà đi ăn uống á thấy chị thấy nó là hai cháu là phụ chị cho lẹ thôi, phụ rửa chén với chị rửa xà bông rồi hai cháu dọn dẹp dạ, chứ không có trả công riêng hai cháu đúng không? Không dạ. Nói chung miễn là sao là mình hoàn thành cái chị rửa đi chén làm, ví dụ mình chị là 3 tiếng nhưng mà có hai cháu thì chừng tiếng mấy là xong, ba người con về sớm ngủ sớm vậy đó, là cứ năm này qua năm nọ vậy suốt vậy đó hả? Vậy vậy á, ban ngày thì chị đi làm móng. Là móng hả? Tay á, chị có cái tay nghề đó à. Với lại phần ai kêu cái gì chị làm cái đó, giống như là có tiền là chị làm lo cho con chị vậy đó. Yeah. Nói chung về gia đình thì không có, cha mẹ thì cũng không là, có. Là chị có lần nào chị rửa bên chị Thùy không? Nói chung là chị cũng chị em trong nhà chị Thùy thôi. Yeah. Về cái việc học của hai đứa đó thì chị tính là cho mấy đứa nó học tiếp về cái việc học bổ túc hay là tới học xong cấp 1 và chị cho nghỉ? Nói chung là còn đi học chị vẫn lo cho con học tới nơi tới chốn. Còn ở cái trường đó thì họ có dạy lên tới cấp 2, cấp 3 không? Nói chung là trường đó người ta từ lớp 1 cho tới lớp 18 luôn. Tới 18 tuổi? Vậy cũng được. Không, tới giống như là từ lớp 1 tới lớp 12 á,
coi như là người ta vừa dạy nghề vừa dạy tiếng Anh tiếng Pháp luôn. Cái trường đó là trường của Bon Trom Sài Gòn. Dạ. Nói chung là mấy cô cũng tận tình lắm. Vì sao mình gửi vô được trường đó? Nói chung là cũng có người giới thiệu cho, thấy hoàn cảnh gì đó mà người ta thấy con hai đứa không đi học, người ta xin cho học. Dạ. Tại trường vậy, đó cũng có con người ta học trong cảnh. Vậy cũng được. Nhưng mà nói đúng chung không? Trường đó mấy cô cũng tốt lắm, mấy cô cũng giúp đỡ mọi thứ. Dạ. Cái bây giờ khó khăn nhất của chị với lại hai đứa nhỏ là gì? Nói chung là về tiền nhà thôi. Còn ăn thì cũng có người này người kia cho. Có thể là ở trong những cái ngày tháng bình thường không có dịch đó, thì mình có thể đắp giá được. Còn bây giờ đang khó khăn. Với lại những cái mà thiếu sót cho hai đứa nhỏ của mình. Ví dụ như nó học thì học nhưng mà nó không có bằng người khác là học thêm hoặc là đi chơi với bạn bè, đi nói chung là thứ. Mấy ngày dịch này nó cũng muốn đi học lắm, nó cứ nói từng nào đi học lại, còn không mình mua sách vở và tự tôi không học. Em như thế này nha, em cũng xin thưa với lại chị Nhung, thì đầu tiên á là anh Hải anh liên hệ với em là chỉ biết về trường hợp của mẹ con của chị Hà, nhưng mà hôm nay thì qua đây gặp luôn nên là sẵn tiện em xin phép được chia sẻ hai gia đình mình trong một cái clip ngày hôm nay. Thì cũng mong là trên kênh GoFood chia sẻ thì có thể là giúp đỡ thêm đến và lại ba mẹ con. Nhưng mà trước mắt thì em thay mặt mình từ Quân em gửi đến cho hai mẹ con ít tiền để có tiền mua thịt cá gì các thứ rồi cho mấy đứa với lại đóng tiền nhà trọ nha. Tuy là không có nhiều nhưng mà em xin phép em gửi nha. Dạ. Thì ở đây em gói gọn vô là hai gia đình, là gia đình của chị Nhung và gia đình của chị Hà. Gia đình chị Hà chút xíu nữa thì sẽ gặp sau. Mạnh Thường Quân hôm nay sẽ gửi đến cho hai gia đình đó là 5 triệu. Em xin phép em gửi đến cho mỗi gia đình là 2 triệu rưỡi. Để em đọc luôn cái tên và cái số tiền nha. Thứ nhất là của gia đình Gấu ở Texas, Mỹ là 2 triệu. Thứ hai là của anh Tuấn và Hoàng Nguyễn ở Atlanta, Mỹ là 2 triệu. Thứ ba là của anh Khương ở quận Nhất là 1 triệu. Thì tổng cộng là 5 triệu. 5 triệu em chia cho hai gia đình, mỗi gia đình là 2 triệu rưỡi. Đây em gửi cho chị Nhung là 2 triệu rưỡi nha. Với kèm theo là có anh Bùi Đình Nai ở Seattle, Mỹ gửi đến cho gia đình tờ tiền 2 đô lấy cái may mắn từ giờ cho trở đi nha. Dạ, 2 triệu rưỡi nè, em gửi nè. Thì cảm ơn Mạnh Thường Quân giùm em nha. Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho ba mẹ con trong hoàn cảnh này. Dạ. Nói chung không biết nói gì hơn chứ giờ cũng đang gặp khó khăn trong mùa dịch này, không có đi làm mà bệnh thì tùm lum hết á, cũng hơi ráng đi làm. Dạ. Hãy nói gì vậy con? Nói. Cảm ơn các cô chú hay không? Cảm ơn các cô chú. Nè chú hỏi nè, trong cái việc học của các con á, các con cần cái gì nói cho chú nghe coi. Các con cần cái gì, ví dụ như chú nói là ví dụ như có cái bằng học hay là cái gì hay là như thế nào, nói sau này con đi lớn là con đi thích nhà về nhất, hay là có thích xe đạp không? Thích xe đạp hả? Hai anh em này là đi chung một chiếc được đó, một chiếc cỡ á, cái size á. Còn cái bằng học là thích không? Có ở trên có bằng học không? Chưa có gì hết. Vậy chứ học là để dưới đất gì đó hả? Chỉ có cái bàn ship nhỏ đó. Bàn ship? Để thích chiếc xe đạp đúng không? Dạ. Tại có mua cho cháu cái bàn ship nhỏ. Dạ. Thôi tạm thời thì Phút gửi những cái thông tin đến cho mọi người như vậy về trường hợp của gia đình chị Nhung. Bây giờ mình sẽ qua bên gia đình của chị Hà để chia sẻ tiếp cho mọi người. Lần nữa thì cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Thì có gì thì em sẽ có duyên thì sẽ gặp lại ha chị, mấy mẹ con. Đó, đây là phòng của gia đình chị Nhung với hai đứa con. Thì tiếp đến là đây là phòng của hai mẹ con của chị Hà với lại một cháu. Cháu này hồi nãy em quên hỏi tên gì không biết. Na. Nghe nói ham học lắm. Chào chị nha. Đeo khẩu trang vô cũng được. Hồi nãy quên hỏi tên con rồi, tuổi con bao nhiêu tuổi Na? 12 tuổi. 12 tuổi hả? Dạ. Vậy là lớn hơn Luận con tuổi rồi. Mà hai gia đình không biết nhau. Ở xóm mà cái bên gì nè. Nhưng mà không có hỏi nhiều ha. Tên Nguyễn Hoàng Yến Vi. Con ngồi kế mẹ đi. Chị là chị Hà ha. Năm nay chị Hà bao nhiêu tuổi? Chị 50 rồi cưng. 50. Sinh năm 72 á. Lớn hơn chị Nhung đúng không? Chị Nhung mà. Nhiều, Nhung mới có 40 rồi. Nhung 40. Nhung sinh năm 82, chị 72. Nè, chú hỏi nè. Dạ. Cho phép em hỏi vài câu hỏi nha chị. Nghe nói là con hiếu học lắm, nhưng mà không có điều kiện nên là con phải đi phụ mẹ. Dạ. Rồi con nghỉ bao lâu rồi? Con nghỉ 3 năm rồi chứ. Là trước 3 năm đó là con học lớp mấy? Trước 3 năm đó là con học lớp 3.
Là học chính quy hay là học của Túc? Học trong chùa cơ. Trong chùa hả? Hả? Trong chùa vậy đâu có gọi là đâu có bằng mà bằng mà mấy bạn ở ngoài chính quy. Đúng rồi. Chùa nào có học ở chùa nào? Chùa Kỳ Quan hai em. À rồi, không biết rồi. Trong đó thì là sao là cái vụ trụ trì bị gì xong chị cho cháu nó làm nó công an vô nhiều quá. Cháu đi học nhịn đấu rồi. À con học cái giờ giấc con sao với lại con về gia đình sao con nói chú nghe coi. Dạ con học từ 6 giờ sáng tới 11 giờ trưa là con về. Rồi buổi chiều thì con ở nhà với mẹ hay sao? Chiều đi bán kẹo gấu. Đi bán kẹo gấu. Hồi nãy có nghe anh Hải nói là xém bị người ta. Dạ tại vì con đi bán cái người ta bắt con lên xe luôn. Bắt con lên xe luôn. Dạ cái nó để chở con về mà trong khi không biết cái nhà con ở đâu. Cái anh kia mới đuổi theo anh nói thôi để em chở về cho tại vì mấy ông đó xỉn hết rồi. Đây là con tự con nhảy xuống con đi về luôn. Là mấy người đàn ông? Dạ ba người. Bắt con lên xe máy hả? Xe chiếc quay á. Cái chạy nhanh lắm. Là lâu chưa chị Hà? Lâu rồi cứ. Lúc đó là 3-4 tháng rồi, 4-5 tháng rồi. Trước dịch đó là bắt đầu chị cho nó nghỉ. Cũng mới đây thôi đó. Mà ở khúc nào vậy? Dạ ở bên Hóc Môn á, Sông Hành đó. À, đường Sông Hành đó chú. Là con đi bán kẹo gấu là con đi làm thuê cho người ta. Dạ. Con bán kẹo làm thuê giờ con đi đông không mà sao? Dạ con đi có một người. Cũng như chủ mướn cái thằng nhỏ nó chở nó, thằng nhỏ 17 tuổi rồi, thằng nhỏ nó khờ quá, xe nó kẹt máy hư cái mấy thằng hải phòng nhậu chung nó nói mà để anh chở nó gì dùm cho thằng nhóc kia cũng không đi nữa, rồi bắt nhỏ nó lên xe chở, hình kia dí theo được á, sao có trời nó thả nhỏ này xuống, nhỏ này nhảy xuống. Trời ơi gì đó. Mới đây nè là đêm đó là dịch nó bắt đầu ngưng luôn tới giờ đó, ngay cái đêm dịch luôn á đầu tiên đó. Thì con làm công việc mà bán kẹo gấu bao lâu rồi? Dạ con làm có 2-3 tháng rồi. 2-3 tháng sau sự việc đó là mẹ không cho làm ha. Dạ. Rồi lý do làm sao mà con đi làm? Dạ thì tại vì chị dịch nghỉ rửa chén nè, cái đi phụ mẹ. Cái lúc đó mẹ con bệnh đó nên là con phải đi làm nuôi mẹ. Còn bây giờ cái việc học của con là con không có học ở trong chùa nữa. Dạ. Rồi. Thì con học là nãy chú hỏi là con học tới lớp mấy? Dạ con học tới lớp 3. Lớp 3. Vậy là học trễ đúng không chị? Dạ. Cháu vô trễ 5 cơ. Chứ nếu mà đúng cái tuổi này học lớp 6 rồi. Lớp 6, lớp 7 rồi. Nghe nói là hiếu học lắm mà có muốn học lại đúng không? Dạ. Và giấy tờ đâu có không chị Hà? Có, giấy tờ ví dụ như học trường chính quy có không? Có, chị có đầy đủ. Chị là gốc ở đâu? Gốc chị ở An Giang. An Giang. Có mấy đứa con đây? Chỉ có mình nó lắm. Hai chồng chia tay. Thì bỏ ba lúc nó còn nhỏ luôn, nó 17 tháng đó. Nhưng mà mình phải có tạm trú tạm vắng hoặc là KT3 mình mới xin học có. Lại trong có luôn ha. Nói chung là bây giờ là có giấy tờ đầy đủ mà không có điều kiện học thôi. Cái này là lên học tới cấp 2 rồi. Phải học là lớp 3 đó cơ. Thì lớp 3 bây giờ là lớp 3. Hôm qua anh Hải anh cho hai phòng đó hả? Cho cá đó. Giờ bên kia mấy cái chả nữa. Dạ. Mấy phòng bên kia nữa. Anh Hải vừa thấy chị cho cá. Thất nghiệp bao lâu rồi chị Hà? Nửa năm rồi em. Nửa năm. Trước dịch luôn, đợt dịch trước á. Rồi chị làm công việc gì? Ở nhà luôn chứ giờ đâu ăn đúng. Không không, trước kia. Khi dựng như làm thuê rửa chén mấy quán nhậu. Y chang chị Nhung vậy đó hả? Ừ. Bởi hai chị em biết nhau ha. Đi bán cháo rửa dịch bưng cho người ta ngày được 120. Chị chắc bé đi ngày tới đêm mới về 11, 12 giờ bán trong chùa nghệ sĩ. Mướn ở đây lâu chưa? Chị mướn ra được đúng 6 tháng rồi. Bao nhiêu một tháng đây? Một tháng 1,7 triệu. Để trước 1,9 triệu về xuống 1,7 triệu. Điện nước tính riêng. Tính riêng đó cơ. Mà giờ chủ nhà khó khăn quá, ổng thiếu ổng 4 tháng, tháng là tháng thứ 5 mà ổng đòi lấy phòng là không gà, chị cũng đòi. Hồi nãy em qua phòng kia cũng thấy y chang phòng này nhỏ xíu à. Trong cái mùa dịch này rồi tiền đóng tiền nhà trọ với lại các thứ rồi hai mẹ con tính sao? Chị cũng không có tiền nhà chị biết làm sao. Ủa ngày mấy là đóng tiền? Ngày 6 tăng mà nay trễ của ổng rồi cưng. 2 tháng rồi. Thiếu ổng 2 tháng rồi hả? Còn cái chú mà ổng giao tin danh lại với chú về Bắc là thiếu riêng của ổng 4 tháng nữa. Rồi 6 tháng rồi, 6 tháng tiền nhà. 6 tháng tiền nhà bởi vì ổng đòi lấy phòng cho người thấy. Là khoảng gần 90 triệu rồi.
bé không có đi học, nó ăn uống chạy hàng ngày. Nói chung á là cái phòng này nó nhỏ đối với những cái hộ gia đình khoảng 3-4 người, mà người lớn á, còn riêng hai mẹ con thì ở như vậy là cũng tương đối rồi. Với lại là nó sát mặt đường, nó cũng thuận tiện cái việc đi làm của mình ở khu vực gần ở đây thì cũng được đi. Nhưng mà không có tiền đóng ha. Ừ. Quần áo gì đâu, có mấy bộ gì chị? Ở trên đây có cái gác hả? Gác bỏ không á, em có đồ. Tại vì ông chủ nó muốn mà ở chảnh bể chân mà nó bị nguyên cái vàng lầu luôn á, ở chảnh á. Bên nhà không có ai ở. Cái gác này nó mục quá. Đi chảnh nó gạch sạch 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 ghê lắm. Mục rồi. Cầm cầm cầm. Còn cái này là bánh ấy hả? Bánh hôm qua người ta cho con bé cưng, là đội trưởng nó cho. Ừ. Bữa nay hai mẹ con ăn gì? Cá anh Hải cho đó, với giờ em á, chị ăn uống rồi đó, cái tủ lạnh mini đó. Để em mở cái tủ lạnh nghe được không? Chủ thằng nhóc hôm nay cho mượn, nhóc sinh viên cái bên tội nghiệp. Giờ để đồ ăn bữa dịch đó. Gạo, mì. Rồi mấy cái bánh ngọt. Như thế này nha, thì anh Hải anh có gọi điện cho em. Thì em cũng xin nhắc lại luôn, anh Hải gọi điện cho em lúc đó là thấy con bé này nó ngồi một góc, chị thì bị đau gì đó, đau gì trong người đó, nên Hải nó là lên trên đây gấp để mà giúp cho chị, để mà có thể là đưa chị vô bệnh viện hay là như thế nào đó. Nhưng mà hôm nay thì lên thì em biết được hoàn cảnh của hai mẹ con, với lại là gia đình của chị Nhung bên kia. Gia đình chị Nhung bên kia thì nãy em cũng gửi ít tiền từ Mạnh Thường Quân. Rồi gia đình của chị cũng vậy, em xin phép em gửi ít tiền thì cũng 2,5 triệu nha, để mà có cái tiền để mà bỏ túi rồi các thứ. Còn riêng về cái việc học của Vi với lại là mấy đứa bên kia rồi đó, thì cái này có duyên của mọi người, Mạnh Thường Quân hoặc là Mạnh Thường Quân có giúp nữa thì em sẽ lên em gặp lại nha. Cái danh sách trên đó thì nãy em cũng có đọc rồi, nhưng mà qua bên gia đình của chị em xin phép đọc lại nha. Thứ nhất là của gia đình Gấu ở Texas, Mỹ là 2 triệu. Thứ hai là của anh Tuấn và Hoàng Nguyễn ở Atlanta, Mỹ là 2 triệu. Cuối cùng là của anh Khương ở Quận Nhất là 1 triệu. Tổng cộng là 5 triệu, chia cho mỗi gia đình là 2,5 triệu nha. Vi con cầm giùm chú rồi con. Con đếm đủ 2,5 triệu không? Con đếm thử coi. Con đó giờ không biết xài tiền. Không biết xài tiền, không biết đếm luôn hả? Ủa rồi tờ 100, 200 con biết đếm không? Không biết luôn hả chị? Biết tiền nhưng mà không biết xài tiền. Vậy đó hả? Biết tiền mà không biết xài tiền. Còn biết cái này là tờ gì không? Dạ tờ đó là tiền đô đúng không? Tiền đô hả? Mà đô nước nào? Biết không? Dạ nước Mỹ. Nước Mỹ hả? Sao con biết nước Mỹ? Dạ tại vì con ở nhà con có học cái tiếng là trên mạng á. Ừ. Con học cũng được vài từ. Cái này là chữ gì? Con cũng biết chữ đó rồi. Quên chữ rồi. Chữ này không biết hả? Chữ này là dễ lắm mà không biết hả? Chữ này là mấy bạn mới có mầm non với lại lớp 1 là biết rồi. One, two, three rồi đó nè. À, chữ là chữ chu. Ừ. Đây là tờ tiền 2 đô của anh Bùi Đình Nay ở Seattle, Mỹ ha. Gửi tặng cho mỗi gia đình, dặn em tặng mỗi gia đình lấy sự may mắn của ảnh ha. Em cũng gửi cho chị. Cũng cầu mong những cái điều may mắn đến nè con. Ừ. Với lại con cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã cho con đến một tiền. Vậy đó hả? Đâu con tháo khẩu trang đúng. Tháo khẩu trang nhẹ ra cho chú với mọi người biết mặt con ơi. Con cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã cho một tiền cho mẹ con sống cuộc sống hết dịch này. Ừ. Cảm ơn các cô chú nhiều quá. Ừ. Có gì cảm ơn chú Hải nha, bác Hải nha. Dạ. Con cảm ơn quá. Chú hỏi nha. Dạ. Cái mơ ước của con là gì? Mơ ước của con là làm bác sĩ. Làm bác sĩ hả? Sao thích làm bác sĩ? Dạ, con chữa bệnh cho mẹ con. Chữa bệnh cho mẹ con. Mẹ con bị bệnh gì? Mẹ con bị bệnh đau lưng chút. Đau lưng hả? Làm riết đau lưng hả chị? Nhà mẹ con ăn có một cử buổi tối rồi. Ngày ăn cử buổi tối thôi. Hẹn gì anh Hải anh đi nghe, anh thấy chị nằm không mà. Ừ. Rồi mấy cử sáng là mẹ con không ăn, không thích ăn hay sao? Dạ mẹ con ăn không có được. Mẹ con quen rồi. Thì lo cho nó dầu không ăn được. Ừ.
nghỉ học rồi chị nghỉ, dù sau này chị mất không biết ai nuôi nó, ai lo cho nó. Thấy còn khờ quá ha. Chị nói mớ mẹ chết thôi con vô chùa con ở đi, chứ con đi lang thang là bắt con đó. Rồi thôi em cũng không muốn hỏi thêm nhiều rồi, thấy buồn quá. Thôi thì khổ lắm luôn, chị khổ dạ. Hơn mấy Nhung nhiều. Dạ. Nó còn lâu lâu có tụi em nó còn bê cho chị luôn. Good Food xin phép được tạm kết thúc clip ở đây. Mọi cái phần góp ý thì mọi người hãy để ở cái phần bình luận nha mọi người. Về trường hợp của hai gia đình chị Hà và lại chị Nhung, một lần nữa thì cảm ơn mọi người đã theo dõi, và cũng như là Quý Mạnh Thường Quân cũng như là anh Hải đã chia sẻ về hai hoàn cảnh ngày hôm nay. Good Food xin chào và hẹn lại mọi người ở clip sau.